về anh. Vô tình nhìn thấy vết cắt như dao rạch trên tay của Đông Đông, Kim rất băn khoăn và lo lắng cho cô bạn trầm tính. Trong khi đó ở nhà mình, Đông Đông đã trải qua cú sốc vì nghe được ba mẹ cãi nhau rằng chỉ vì cô mà họ mới phải duy trì gia đình này. Nhóm Sắc Màu thì vẫn đang băn khoăn lựa chọn các hướng đi để làm YouTube. Riêng Nếp thì ngày càng quan tâm đến Anna. Đông Đông và nhóm Sắc Màu sẽ gặp chuyện gì tiếp theo? Mời các bạn đón xem tập kế tiếp của bộ phim Đường đua Idol thế hệ Z. Đông Đông, mày làm cái gì vậy? Tôi làm gì thì kệ tôi, không liên quan đến mấy bà, kệ tôi. Làm nghệ thuật á, nên có một trái tim nhạy cảm một xíu. Chứ yếu đuối quá thì cũng không nên đâu. Để em cho anh mượn, anh xài đỡ. Tí em đưa anh ha. Anh thấy ngại quá à. Dạ, có gì đâu. Thương quá ông. Bỏ đi, bỏ cái gương mặt đó ra đi, đừng mày đặt giả tạo giả nai nữa. Già hai thứ tóc, mặt mũi xếp ly hết trơn rồi mà đi ôm ấp cái con tình nhân á, đáng bằng tuổi con của mình vậy đó. Tôi nghe nói đâu cái lão ấy cũng già hơn tôi nhiều lắm, mà tôi không hiểu sao bà lại cặp lão đấy. À, chắc có lẽ bà nhìn vô gia tài kết xù của ổng đúng không? Tôi không ly dị bà đó là biết tại sao. Chẳng qua vì con chúng ta thôi. Tôi chỉ muốn con Đông Đông đó, nó sống và lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác, cũng còn đủ cha, đủ mẹ. Cho nên bởi vậy tôi phải chịu ngục tù trong ngôi nhà này rất là khó chịu tôi, bà biết không? Ông đến đi. Làm gì thì kệ tôi, không liên quan đến mấy bà. Bà đừng còn làm gì dài dột. Còn gì thì ngồi xuống nói chuyện rồi mình cũng nhỏ giải quyết. Phải đó, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Bà xuống đây đi. Mấy bà không phải là tôi, không ở trong hoàn cảnh của tôi thì làm sao mà hiểu được chứ. Sự tồn tại của tôi chính là nguyên nhân dẫn đến mọi đau khổ trong gia đình. Tôi sống, mọi người sẽ cùng bất hạnh. Tôi chết đi rồi, mọi người sẽ vui vẻ hơn. Bà đừng có nói như vậy mà. Bà mẹ bà chắc chắn là rất thương bà, ai cũng quý bà hết á. Bà nghe tụi tôi đi mà. Bà xuống đây đi. Xuống đây với tụi tôi đi. Bà tiến lên là tôi nhảy đó. Thế giới này chỉ toàn là đau khổ. Con người sống với nhau bằng sự giả tạo. Vậy thì có gì đáng để tôi lưu luyến ở lại nữa chứ? Khi xưa ngây thơ dại khờ, tôi hay chê bai mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương, nhìn vẫn thế, đau vẫn rối bù xù, thân béo unu unu unan na. Cứ say đi vì cuộc đời cho phép, và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lỡ ai, hận ai, giận ai, ai thù ai, cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê, và cứ vui lên.
Đông Đông. Hãy nghĩ tới ước mơ, nghĩ tới cảm xúc được thăng hoa trước âm nhạc. Con người có thể sống giả tạo với nhau, nhưng cảm xúc trước âm nhạc luôn là chân thật nhất. Bà không luyến tiếc cảm giác được thăng hoa với âm nhạc hay sao? Tôi... Bà không nhớ đam mê của bà là gì sao? Được đứng trên sân khấu, được nghe tiếng người hâm mộ cổ vũ, chưa đạt được những điều đó tại sao lại muốn đi tự tử chứ? Đúng rồi đó Đông Đông, bà đừng làm chị dại dột nữa. Mấy bà sao lại muốn cứu tôi? Tụi tôi không muốn bà chết, bà còn ba mẹ, còn tương lai mà nữa. Bà nghĩ đi, nếu bà chết rồi ba mẹ bà sẽ ra sao hả? Ở lại với tụi tôi đi. Đông Đông, xuống đây với tụi tôi đi. Hóa ra chuyện gia đình của bà buồn như vậy hả? Từ lâu thì tôi đã biết gia đình mình không hạnh phúc rồi. Nhưng mà khi nghe ba mẹ tôi nói họ đau khổ là vì tôi, thật sự tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Không phải họ bất hạnh là do bà đâu, chỉ vì họ muốn cho bà một gia đình đầy đủ cha mẹ nên mới cố gắng sống bên nhau cho dù không còn tình cảm nữa. Tôi nghĩ là ba mẹ bà rất là thương yêu bà đó Đông Đông à. Hay ho gì một gia đình như vậy chứ. Tôi chỉ toàn nhìn thấy sự giả tạo. Bà đừng có nói như vậy. Chỉ có những đứa trẻ không có đủ cha đủ mẹ mới thấm thía được có một gia đình đầy đủ là hạnh phúc đến như thế nào. Giống như tôi nè, bà tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi. Nhiều lúc thấy mẹ tôi khổ, tôi chỉ biết ứa nước mắt. Rồi bạn bè, có ba người ta dẫn đi chơi, tôi cũng ghen tị lắm chứ bộ. Phải đó đúng đúng à. Gia đình nào cũng có chuyện nọ chuyện kia, chỉ là người ta không muốn kể ra thôi. Cho nên ba phải thật mạnh mẽ để vượt qua được mọi việc. Đúng rồi đó, bà còn tụi tôi nữa mà. Tụi tôi luôn ở bên bà. Cảm ơn mấy bà nhiều lắm. Bớt bánh bèo đi, nghe mà nổi hết cha gà. Sống ở Sài Gòn á mà yếu đuối quá sao mà sống nổi. Ơ, cái con người này gì mà lạnh lùng như sắt đá vậy? Không, không phải đâu. Mẹ ba đừng hiểu lầm anh nè. Tôi thấy bà cũng nói đúng mà, chỉ là cách diễn đạt bà chưa khéo thôi, chứ anh nè không có ý gì đâu. Sao bà bênh bấu quá vậy? Tôi có bênh đâu, tôi thấy đúng thì nói thôi. Vậy là hôm bữa anh nè cũng cứu tụi mình mà, này cũng như anh nè ở đây nên mọi sự mà được giải quyết đó. Ba không nhớ hả? Thôi, hay là giờ xuống căng tin ăn chè giả sầu nha. Ăn đồ ngọt sẽ giúp cho bọn mình thấy vui hơn nhiều đó. À, mà tôi có việc á, chắc tôi không đi mấy bà được đâu. Mấy bà đi vui nha. Tôi đi trước á. À, tôi cũng vậy. Thôi bà mẹ ba đi nhé. Hai cái con người này. Thôi, tụi mình đi đi. Đi. Đông Đông, đi. Cũng may là nhờ có Lizzy làm nhiều đồ ăn quá nè. Ê, ta là cướp đi. Bây giờ phải đoán đúng tên ta mới thả ra. Anh Ken chứ ai, chọc em hoài à. Hết hồn không? Hết hồn luôn á. Trời, hết hồn mà cũng dễ thương nữa.
em hết hồn mà làm tim anh đập mạnh á, anh còn hết hồn hơn nữa. Sao nay hẹn người ta ra đây làm gì? Em có làm đồ ăn sáng cho anh nè, ngon lắm á, vừa ngon vừa bổ mà còn hợp vệ sinh nữa nha. Yeah, bánh mì hơi bị đảm đang luôn nha. Để coi trong đây là cái gì. Wow, trứng cúp la. Sao biết anh thích ăn món này vậy? Anh là fan ruột của trứng cúp la luôn. Trứng này vừa chín tới nè, lòng đỏ còn hồng đào nha. Dầu ăn cũng không nhiều mà kẹp dưa leo kiểu này thì chết tôi rồi. Đảm đang quá nha. Ước gì á vợ anh sau này cũng đảm đang như vậy, rồi sáng nào á cũng cho mình ăn bánh mì ướp la. Anh kỳ quá à, mình còn nhỏ mà anh nói mấy chuyện này chi vợ. Thôi anh ăn đi. Ừ, em ăn luôn đi. Anh ăn đi. Anh buồn quá vậy? Bộ em làm không ngon hả? Không có, mà em làm ngon lắm. Mà anh đang có mấy chuyện rắc rối á. Mỗi lần anh nghĩ tới mấy chuyện đó là anh làm gì cũng không được luôn. Có chuyện gì anh nói với em đi. Anh cũng biết là có nên nói với em mấy chuyện này không nữa. Thì cứ nói đi, biết đâu em giúp được anh mà. Chuyện là anh có một ông anh thân lắm, đang bị viêm phổi, nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Viện phí thì ông lo không nổi. Rồi thời gian vừa rồi á, anh hỗ trợ ổng lấy tiền đi học đưa cho ổng đóng. Mới hôm qua nè, tới kỳ hạn đóng học thêm á, anh đâu có tiền đóng đâu. Cho nên giờ anh không biết làm sao nữa. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Em cho anh mượn nha. Em thì làm gì có tiền cho anh mượn. Em còn ở nhà trọ nè, rồi chưa kể tiền đi học, sinh hoạt phí của em nữa. Không sao đâu, ba mẹ em có tiền mà. Tháng nào ba mẹ cũng gửi dư tiền cho em á. Để em cho anh mượn, anh xài đỡ. Tí em đưa anh ha. Anh thấy ngại quá à. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn em nha. Dạ, có gì đâu. Thương quá à. Của Đông chắc cũng ổn rồi hả? Ừ, tụi tôi cũng khuyến Đông rồi nên giờ bà cũng vui hơn rồi. Vậy được rồi. Làm nghệ thuật á nên có một trái tim nhạy cảm một xíu, chứ yếu đuối quá thì cũng không nên đâu. Ừ, tôi thấy ba nói đúng. À, tôi có cái này cho ba nè. Gì vậy? Bánh mì tôi tự làm á. Sao lại làm bánh mì cho tôi? Thì tôi muốn cảm ơn vụ lần trước ba giúp cho bọn tôi đó. Vậy là tôi thấy ba không ăn sáng mà để bụng đói vậy thì có hại lắm. Cảm ơn bà nha. Mà ba mặc đồng phục nhìn dễ thương ghê. Trời, dễ thương gì? Tôi ghét như là mặc đồng phục luôn á. Không thoải mái gì hết. Nếu không phải là quy định của trường á, bắt mặc đồng phục thì tôi sẽ không bao giờ mặc đâu. Mà sao bà nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi có dính nhỏ nồi gì hả? Không có gì đâu. Bà cứ ăn tự nhiên đi. Tôi làm món này là nghiên cứu dữ lắm đó. Trong ổ bánh mì này là sự kết hợp hài hòa giữa động vật và thực vật, rất tốt cho sức khỏe và cũng có lời cho nhan sắc nữa đó. Tôi thấy bánh mì người ta làm cũng như nhau thôi, làm gì nghiên cứu chứ ạ? Thì tại tôi thích đồ ăn, tôi thích nghiên cứu đồ ăn. À, tại vì vậy nên bà mới nấu cho tôi ăn chứ gì? Không phải đâu. Chứ sao? Mà thôi bỏ đi.
mà ba ăn vào không cảm nhận được gì hết hả? Có chứ. Được gì? Thấy cũng ngon. Không thấy thích thích gì đó hả? Thích. Thích gì? Thích trứng. Thôi bỏ đi. Thôi bà ăn tiếp đi cho nóng. Ủa? Kim. Anh Nam Phong, sao nóng vô nhà đi, ngồi đây làm cái gì vậy? Anh qua gặp Thiên Di, nhưng mà không có gọi cho Di trước, cho nên là Di không có ở nhà. Anh ngồi đi đợi được rồi. Em mới về hả? Dạ, em đi mua chút đồ. Công việc của anh với chị Thiên Di dạo này sao rồi? Cũng ổn, view khá là tốt. Chắc sắp tới nhà tài trợ sẽ đặt hàng quảng cáo tụi anh nữa. Với lại sắp tới tụi anh cũng sẽ làm nhiều clip chất lượng hơn. Còn tụi em thì sao? Sắp quay chưa? Dạ, lần đầu tiên quay nên tụi em cũng không biết làm sao để ấn tượng, mà cũng chưa nghĩ ra chủ đề nữa. Lần đầu tiên của tụi anh cũng vậy đó, nhất là Thiên Di. Cổ lo lắng đủ thứ hết. Mà anh nhớ lại hồi đó tụi anh cũng thử đủ thể loại hình thức biểu diễn hết mà vẫn không bật lên được, tưởng chừng như là bỏ cuộc đó. Mẹ Thiên Di còn gây sức ép để cổ quay trở lại học ngành kinh tế. Còn Bobby, thằng bạn của anh, thì bỏ nghề, quay trở về gia đình, phụ giúp gia đình kinh doanh. Còn anh thì không khá gì hơn. Chà, không ngờ là các anh chị đã từng khó khăn như vậy. Giai đoạn đầu ai cũng khó khăn mà em. Nhưng mà khi em tìm được con đường của mình và kiên trì theo đuổi nó thì sớm muộn gì em cũng thành công thôi. Con đường của em hả? Và nhóm của em nữa. Tập trung tìm hiểu xem con đường của tụi em là như thế nào, rồi phát huy nó, làm đúng cái mình thích, đúng cái mình giỏi thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công thôi. Dạ. Ý, Phong, Kim, làm gì ở đây vậy? Chào chị. Hello em. Tôi qua mượn bà cậu chép nhạc. Tôi mới đi chơi với Ricky về. Ricky bên công ty Cream Music hả? Đúng rồi. Thì tại vì ổng nói với tôi là ổng có một cái dự án muốn làm với tụi mình, cho nên là ổng rủ tôi đi chơi để dễ bàn bạc hơn. Có gì tí nữa tôi nói rõ hơn cho ông với Bobby nha. Nghe được đó. Hình như Cream Music cũng thuộc quyền sở hữu của Tây đó luôn á. Đúng rồi. Với lại hình như là giàu từ trong trứng nước giàu ra, và cũng là tiếng tăm trong showbiz lắm đó. Đúng luôn. Làm việc với mấy người vậy vẫn thích lắm ha? Thì tất nhiên là thích rồi. Đâu phải lúc nào cũng có một cơ hội trên trời rơi xuống mới có thể làm việc với một người xuất sắc như vậy. Em xin vậy á, phải tôm tức nghe chưa? Quay vào đây anh chỉnh cho. Xinh rồi đó. Đúng rồi. Con gái á là phải tóc tai gọn gàng thì con trai mới thích. Hay là anh chị vào nhà nói chuyện đi. Ok, vậy mình vô nhà đi. Chào em. Dạ. Mày. Anh chào anh chị. Thank you.